could be us. So back to what I was saying. Could be us. Vợ cũ Bằng Kiều phát hiện khối u ở thanh quản, phải mổ, nhìn mũi tim, tôi sợ hết hồn. Trong quá trình khám, người ta phát hiện tôi bị một khối u nhỏ ở thanh quản, phải mổ để cắt nó đi, cách đây 2 tuần, Chi Di Phương Trinh nói. Mới đây, tại một live stream, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Chi Di Phương Trinh đã chia sẻ việc cô phải phẫu thuật thanh quản. Giọng tôi đã bớt khàn hơn trước. Trước đây, thanh quản của tôi có vấn đề. Tôi phải mổ thanh quản và để lại sẹo lớn trên dây thanh, khiến hai dây thanh đế không khép vào khít được. Chính vì thế nên giọng tôi rất khàn, mọi người cứ hỏi vì sao lại khàn thế. Vừa rồi, tôi đi khám lại bác sĩ tai mũi họng thì biết được công nghệ bây giờ rất hiện đại. Bác sĩ có thể chích một loại filler, chất làm đầy, để làm dây thanh đế phình ra, đầy lại và khép lại được với nhau, giúp giọng nói của tôi đỡ khàn hơn. Bác sĩ đã chích cho tôi được 3 ngày rồi và bây giờ tôi đã nói được bình thường. Bởi vậy nên mọi người thấy bây giờ giọng tôi đã bớt khàn hơn trước. Tôi chỉ phải kiêng nói 4 tiếng đầu, sau đó nói chuyện thoải mái. Quá trình chích filler vào dây thanh của tôi khá nguy hiểm. Bác sĩ dùng một dây nội soi để soi vào bên trong cổ họng, tìm đúng vị trí dây thanh đế có sẹo cần chích. Sau đó bác sĩ dùng một cây kim tiêm dài chích thẳng qua cổ họng tôi. Ban đầu nhìn thấy mũi kim tiêm đó, tôi sợ hết hồn hết vía, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng để cho bác sĩ chích. Quá trình chích filler diễn ra khá mạo hiểm vì nếu chích sai, lệch vị trí đi một chút thôi cũng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. May sao, ca tiểu phẫu của tôi đã thành công. Mọi người cứ nghĩ tôi phải kiêng nói, nhưng bác sĩ bảo cứ nói để dây thanh được hoạt động đều đặn, miễn sao nói với tần suất bình thường. Tôi bị một khối u nhỏ ở thanh quản. Từ ca mổ dây thanh lần đầu của tôi tới bây giờ cũng phải 10 năm rồi. Tôi phải chịu đựng cái sẹo dây thanh và giọng nói khàn suốt hơn 10 năm, đến giờ mới phát hiện ra có công nghệ mới tiêm filler để chích vào, giúp giọng nói bớt khàn hơn. Tuy nhiên, loại filler này không phải vĩnh viễn. Bác sĩ bảo tôi chỉ 3 đến 6 tháng là teo đi hết nên cứ khoảng thời gian đó tôi lại phải đi chích một lần. Biết đâu bất ngờ, một thời gian sau giọng tôi hát lại trong trẻo như giọng chị Hương Lan thì sáo. Nói chung, vấn đề dây thanh này hên xui lắm. Nhiều ca sĩ mổ dây thanh xong mất giọng, khàn đặc, phải bỏ nghề vì không hát được. Nhưng cũng nhiều ca sĩ mổ dây thanh xong giọng cao vút, hát khỏe hơn. Tôi gặp nhiều vấn đề về thanh quản, phải phẫu thuật nhiều quá. Nguyên nhân do hồi trẻ tôi hát nhạc mạnh nhiều, phải lên nốt cao nhiều khiến dây thanh bị bào mòn. Không khép vào được nữa, giọng khàn đi. Tôi đi phẫu thuật xong để lại sẹo, khàn đắt. Trong 3 năm đầu sau phẫu thuật, tôi phải bỏ nghề, không hát được, giọng nói tệ hơn vợ rất nhiều. Mãi về sau tôi mới từ từ đi hát được, nhưng vẫn không được như trước. Sau một thời gian đi hát lại, giọng tôi càng khàn hơn nên tôi phải đi khám tiếp. Trong quá trình khám, người ta phát hiện tôi bị một khối u nhỏ ở thanh quản, phải mổ để cắt nó đi. Cách đây 2 tuần, tôi mổ xong rồi thì bác sĩ mới cho biết cách trị liệu mới là chích filler.